Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, xoay quanh vụ lùm xùm thì mới đây, tin cực nóng qua quá trình xác minh qua 3 tài khoản ngân hàng, trong đó có 2 tài khoản ngân hàng nữ ca sĩ Thủy Tiên công vinh không sao kê. Bộ Công an xác nhận Thủy Tiên bị tố giải ngân thiếu gần 70 tỷ đồng. Sự thật là gì? Thưa quý vị, ngay sau khi thông tin này được Bộ Công an công bố, một làn sóng tẩy chay cặp vợ chồng Thủy Tiên công vinh tiếp tục mạnh mẽ. Lần này thì cô Tiên chạy đầu cho khỏi nắng khi các bằng chứng đã rõ ràng rành rành. Hồ sơ vụ án ăn chặn này đã được chuyển lên tòa án tối cao thụ lý. Quý vị thân mến, theo số liệu thống kê mới nhất, số tiền từ thiện được Thủy Tiên giải ngân tại các tỉnh vùng lũ đang chênh lệch gần 70 tỷ đồng so với những gì nữ ca sĩ này công bố. Theo số liệu thống kê mới nhất của 7 tỉnh miền Trung được Thủy Tiên giải ngân tìm kiếm trợ đồng bào lũ lụt, số tiền trao tặng trên thực tế đang âm 67,97 tỷ đồng. Tất cả những số liệu này đều do phía Thủy Tiên cung cấp công khai và do các tỉnh thành đã tiến hành rà soát báo cáo lên Bộ Công an và đối chứng sau đó. Cụ thể trên trang điện tử zing.vn có đăng tải. Theo đó, số tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại đang là một ẩn số rất lớn. Được biết, thời điểm rất lâu trước đây, phía Thủy Tiên đã công khai thông tin giải ngân số tiền hơn 178 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 1 tỷ đồng so với số tiền quyên góp được, khiến cho nhiều người không khỏi khâm phục. Tuy nhiên, tới hết ngày hôm nay, con số chênh lệch gần 70 tỷ đồng trong hoạt động giải ngân từ thiện của Thủy Tiên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện số tiền chênh lệch 70 tỷ đồng là hiện tại vẫn còn, một số địa phương chưa rà soát xong và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến của dư luận, số tiền chênh lệch sau khi tổng hợp tất cả cũng rất có thể khiến cho dư luận phải hoang mang so với những gì Thủy Tiên đã công khai trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán của cư dân mạng, còn tất cả hãy chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, tránh những phán đoán đồn thổi vô căn cứ. Chắc chắn trong thời gian tới, con số chênh lệch 70 tỷ đồng sẽ được làm sáng tỏ. Hiện tại Bộ Công an vẫn đang khẩn trương tiến hành việc điều tra rà soát và xác minh cũng như là thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Mùa mưa bão năm 2021, nghệ sĩ đã dừng làm từ thiện. Thưa quý vị, sau những vụ lùm xùm từ thiện, gần đây hoạt động này trong giới showbiz cũng đột ngột đứt gãy, chìm hẳn. Chẳng hạn tháng 9 vừa qua, trong khi những ồn ào từ thiện của Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm của dư luận, một số nghệ sĩ khác bỗng dừng làm từ thiện trong mùa dịch COVID-19. Diễn viên Việt Hương thông báo ngừng hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ đại dịch kể từ trung tuần tháng 9 năm 2021. Tương tự, MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng tiếp tế lương thực cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ không phát gạo nữa, chỉ nhận hàng y tế và đi phụ tinh thần ở tuyến trên. Cả MC Đại Nghĩa, diễn viên Việt Hương, ca sĩ Phương Thanh đều cho biết ngưng hoạt động từ thiện vì những lý do cá nhân, sức khỏe chưa đảm bảo, không đủ nguồn nhân lực hoặc là muốn có sự chuẩn bị tốt hơn, làm chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, việc các nghệ sĩ đồng loạt dừng hoạt động thiện nguyện trong lúc đại dịch hồi tháng 9 còn căng thẳng, công chúng đặt ra câu hỏi liệu rằng nghệ sĩ chạnh lòng vì làm từ thiện hay sự vướng vào những thị phi hay không. Và trở lại với thời điểm hiện tại, một số tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ gần đây đã chịu thiệt hại về người và của do mưa bão gây ra. Song khán giả chưa thấy nghệ sĩ nào công bố chương trình hoạt động, làm từ thiện hoặc là kêu gọi đóng góp để giúp đỡ người dân như làn sóng mà công chúng được chứng kiến ở thời điểm năm 2020. Phải chăng là mức độ thiệt hại do mưa lũ năm nay tại một số địa phương chưa đến mức xé lòng như năm 2020 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị nên giới nghệ sĩ chưa thấy cần ra tay? Nhưng thiệt hại nào, tổn thất nào dù ít hay nhiều đi chăng nữa cũng đều cần được chia sẻ. Năm ngoái, người người, nhà nhà, nghệ sĩ luôn hướng về miền Trung thân yêu thì đợt này im ắng hẳn lên. Đây có phải là dư chấn của việc nghệ sĩ vướng vào lùm xùm và vụ rùm beng từ thiện vừa qua đã làm xôn xao dư luận và khiến cho các nghệ sĩ phải chùn bước hay không? Theo ca sĩ Thái Thủy Linh, người rất tích cực làm từ thiện trong nhiều năm qua, có gần 2 tháng và làm thiện nguyện trong dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Lùm xùm từ thiện bùng lên thời gian qua làm cho khán giả mất lòng tin vào nghệ sĩ nghi kỵ lẫn nhau, nghệ sĩ e dè chuyện làm từ thiện và cuối cùng người thiệt thòi nhất là vẫn là những người nghèo khó trong xã hội này. Tuy nhiên, ca sĩ Thái Thủy Linh khẳng định việc nghệ sĩ dừng từ thiện chỉ tạm thời chứ không có nghĩa là vĩnh viễn, bởi nghệ sĩ không chỉ có lòng trắc ẩn mà còn có sự biết ơn đối với khán giả đã nuôi dưỡng mình trong quá trình làm nghề. Do đó, họ sẽ không bỏ rơi khán giả, không bỏ rơi cộng đồng. Cô bày tỏ quan điểm, xét cho cùng, sau lùm xùm từ thiện nhiều nghệ sĩ cũng trở nên mong manh, dễ vỡ, tâm lý lo ngại hơn. Đó là một diễn biến tâm lý bình thường, dễ hiểu, nhưng nghệ sĩ nói riêng,
Và nếu làm việc thiện nguyện từ cái tâm minh bạch thì vàng thật không sợ lửa, ngược lại nghệ sĩ sẽ mất tất cả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Hoài Linh tham gia trong vở kịch Lạc giữa biển người vào đêm ngày 7 tháng 1. Quý vị thân mến, được biết đêm diễn không bán vé mà toàn là khách mời. Khi tham gia phải viết giấy cam kết không quay phim, chụp ảnh thì mới được đưa vào ngay lập tức. Đã nhận được nhiều luồng phản hồi đa chiều từ quý khán thính giả. Có vẻ như anh 14 đang muốn dừng chức vụ ngâm tiền từ thiện của bà con nhỉ. Anh hồng hào, béo khỏe thế kia mà nhìn béo trắng hồng ấy, thế mà cứ bảo bệnh tinh thần suy sụp. Thông tin Hoài Linh vướng vào ồn ào ngâm tiền từ thiện là có thật, hèn quá, đâu dám cho ai chụp hình, quay phim, lập danh sách khách mời thì khán giả ai thèm xem, cho ăn trứng thối ở đó mà diễn và không bao giờ xem lươn nữa. Nghiêm cấm khán giả mang các loại trứng vào phòng, trốn thoát cái giỏ xong phát mập mạp và sáng láng lên diễn vở kịch lương tâm và từ thiện. Anh ấy diễn chắc là hay, chờ xem sau những sự thật đã xảy ra, hành xử của Hoài Linh không thể chấp nhận được. Nếu Hoài Linh có lòng tự trọng thì không nên tham gia hoạt động nghệ thuật nữa, đừng diễn nữa. Như vậy, theo ý kiến, đa phần khán giả đều không hề ủng hộ anh Tư có trở lại. Có vẻ như anh không liên quan gì trước việc ngâm tiền từ thiện bà con miền Trung. Các bạn cứ gạch đá, anh trở lại lợi hại hơn chăng? Mong anh đừng lợi hại cho cá nhân anh mà hãy nghĩ cho đồng bào và đất nước, người dân sống gần tỉnh Thất Bồng Lai. Nói về ông Lê Tùng Vân từ hồi đầu giờ, có ai làm kỳ cục vậy, chỉ tội cho mấy đứa con nít. Hôm qua, theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố ông Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, cùng Lê Thanh Trùng Dương cùng ngụ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức các cá nhân, trong đó ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ba bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, đồng thời các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác liên quan đến nhóm người này cũng đang được ngành cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ. Ghi nhận tại tỉnh Thất Bồng Lai vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường trước cổng tỉnh Thất Bồng Lai để bảo vệ an ninh, tránh những người không phận sự YouTuber tiếp cận tỉnh Thất trao đổi với chúng tôi. Chú Cách 60 tuổi, hàng xóm sống đằng sau tỉnh Thất Bồng Lai, tỏ ra khá bất ngờ sau khi một thông tin của tỉnh Thất Bồng Lai được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo đài. Và chú Cách cho biết, trước khi nhóm người trong tỉnh Thất do ông Lê Tùng Vân đứng đầu bị lực lượng cơ quan chức năng vào khám xét, bắt tạm giam, ba bị can, lực lượng công an cũng đã tìm hiểu vị trí, các đường nào ra vào tỉnh Thất. Chú cũng bất ngờ lắm. Hồi đó, giờ chỉ nghe nói là ông lợi dụng tôn giáo, nuôi trẻ mồ côi này nọ, chứ không nghĩ lại bị điều tra nhiều tội như vậy. Chú sống sát bên nhưng không giao tiếp được với bên đó, họ cứ đóng cửa suốt và ông cũng không qua lại với ai mà người dân ở đây cũng không ai vô được. Nếu có câu chuyện gì yêu cầu ông mở cửa mới vô được. Theo người dân, ông Lê Tùng Vân dọn về sống tại xã ấp Lập Thành khoảng 7 năm trước và sau khi mua lại phần đất của một người thờ cúng tại đây. Từ đó đổi tên thành Tịnh Thất Bồng Lai và kể từ khi ông Vân về sinh sống tại đây, những lùm xùm liên quan đến những người này vẫn tiếp tục xảy ra. Người dân cũng chỉ biết là qua mạng xã hội, báo đài chứ khó tiếp cận với bên trong Tịnh Thất. Cuối năm 2017, ông giới thiệu có vụ là hoa ưu đàm 3.000 năm mới có một điều gì đó. Nhiều người hiếu kỳ, người ta tới coi rùm ben cũng lộn xộn cả lên. Trước kia ông Thầy Thành ở có như ông Tùng Vân này đâu. Mọi người còn tới lúc các kiểu, từ ngày ông Vân về đây, kể lung tung chuyện. Người trong đó tức Tỉnh Thất ra khỏi cửa là đóng kín. Nói về những thông tin đang lan truyền về kết quả ADN của ông Lê Tùng Vân và những người trong Tỉnh Thất, chú Cách cho biết bản thân chú cũng không rõ đó có phải là kết quả thực sự hay không. Riêng bản thân chú rất bất ngờ và sốc nếu đó là sự thật. Nếu đó là sự thật, chú thấy nó sao sao quá. Hồi giờ đâu có ai mà làm kỳ cục như vậy. Cũng có một vài trường hợp ngoài đời như vậy, nhưng mà đâu quá mức. Và không biết kết quả như vậy có thực sự đúng hay là không, chứ chú bất ngờ lắm. Chỉ tội cho mấy đứa con nít chú tiểu mà biết gì ở đó nuôi tụi nó, giáo dục tụi nó thôi. Là người hàng xóm chỉ cách vài trăm mét, nhưng bà Lụa 46 tuổi cho biết Tịnh Thất Bồng Lai biệt lập với tất cả người dân. Tại đây họ tự xây dựng hàng rào, không hề muốn tiếp xúc với ai và khá bí ẩn. Trước những thông tin về nhóm người trong Tịnh Thất, người dân đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ để có hướng xử lý cho phù hợp. Từ thiện là khóa từ được bàn luận nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Hàng loạt ngôi sao đình đám như Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đều lần lượt bị một nữ đại gia lôi vào cuộc yêu cầu minh bạch trước công chúng. Mặc dù phía Bộ Công an vào cuộc điều tra, thế nhưng lùm xùm kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng, công việc của giới nghệ sĩ. Nhiều khán giả còn đánh giá đây là thời kỳ thanh lọc showbiz, loại bỏ những ngôi sao vi phạm đạo đức pháp luật ra khỏi làng giải trí.
Ồn ào chưa có dấu hiệu hạ xuống, dù chưa biết ai đúng ai sai, nhưng những liên quan đến vụ việc này phải có trách nhiệm. Một tài khoản có tên là NM còn gọi thẳng tên của Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng với lý do mong muốn hai nghệ sĩ sẽ học hỏi cách làm từ thiện của Phương Thanh. Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng vô đây mà coi nè, minh bạch đâu chả thấy, cứ động vào tiền nong là thấy mệt rồi. Giờ đi quyết tàn dư sau tiệc còn mệt hơn là đi phát tiền. Họ hy vọng các nghệ sĩ cũng từ đây mà rút kinh nghiệm, đồng thời đồng tiền là đi liền tai tiếng nhé.